Bài thơ Nếu anh không về, tác giả Sưu Tầm. Xin tặng mọi người trong mùa dịch Covid-19. Bài thơ vô cùng cảm động. Nếu anh không về trong buổi chiều nay, em đừng buồn và âu lo quá nhé. Nhớ đón con và động viên cha mẹ. Bởi tổ quốc cần, anh chẳng thể ngồi yên. Bao nhiêu người cũng rất muốn đoàn viên, nhưng Covid đang tràn lan đất nước. Chẳng